bạn quay trở lại với kênh của Ngọc Tập Ban. Lúc này đây thì Ngọc Tập Ban đang có mặt tại Thái Bình để có thể là bàn giao một cặp đôi ghế cho gia đình anh Thắng. Thì cũng chia sẻ với các bạn rằng là cái câu chuyện làm thế nào mà để trải nghiệm những chiếc ghế mà chúng ta phân vân, để chúng ta có thể lựa chọn được cái chiếc ghế mà mình cảm thấy ưng ý nhất để có thể là dùng cho gia đình của mình. Thì cũng chia sẻ với bạn là anh Thắng thì cũng có hai cái ghế mà anh đang rất phân vân, đó chính là chiếc Na 3500 và chiếc Furico AS840. Thì với cả hai chiếc này thì anh phân vân là bởi vì nó cùng tầm tiền, nhưng mà thực sự là do quãng đường xa và quan trọng nhất là người sử dụng nhiều lại là mẹ của anh, nên là anh cũng mong muốn rằng là có thể trải nghiệm ngay tại nhà. Và như các bạn có thể thấy đây, gia đình anh Thắng rất đông người có mặt tại nhà để cùng nhân viên Ngọc Japan bóc hai chiếc ghế, một chiếc Nationa 3500 và một chiếc Fuji AS840 để có thể trải nghiệm ngay tại nhà. Bởi cũng chỉ vì một lý do rằng là dưới sự tư vấn của Ngọc Japan, nhưng anh Thắng vẫn có những cái quan điểm riêng của mình để làm sao mong muốn là trải nghiệm tại nhà. Bởi vì anh bảo rằng là nếu mà như vậy thì nó sẽ rất là tốt, bởi vì mẹ anh trực tiếp chọn thì đó là một trong những cái niềm vui. Thì đây là cái điều mà Ngọc Japan luôn luôn mong muốn, nên cũng đã cùng anh em nhân viên mang tới tận nhà anh Thắng hai chiếc để cho tất cả mọi người trong gia đình, từ hàng xóm hay là từ những cái anh chị em, mọi người đều có thể tới trải nghiệm và góp ý kiến để có thể lựa chọn ra chiếc ghế phù hợp với gia đình của mình. Nói về chiếc ghế massage nội địa Nhật thì các bạn cũng thấy rồi, mỗi chiếc ghế nó là một phiên bản khác nhau, mỗi chiếc nó mang một hình hài, một tính năng khác nhau, nên là thực sự cái sự phân vân giữa mọi người để lựa chọn ra một chiếc ghế có thể là phù hợp với gia đình của mình thì điều đấy là điều không thể tránh khỏi. Và quan trọng nhất như ngày hôm nay, các bạn có thể thấy Ngọc Japan mang tới tận nơi để cho chính các bạn cũng như những cái người khách hàng có thể trải nghiệm chiếc ghế tại ngay gia đình của mình. Và cũng sau một thời gian trải nghiệm thì mẹ và cũng như là bố của anh Thắng cũng do là có tuổi và cái thân hình nó không phải là quá to, nên là hai bác cũng thiên về chiếc AS840 hơn, cũng giống như Ngọc Japan tư vấn, bởi vì dòng Furikyo thì với cái độ tuổi đấy thì nó mềm mại hơn, nó đi chuyên sâu hơn và nó tạo cho chúng ta cảm giác dễ chịu hơn. Thì đó chính là lý do tại sao mà Ngọc Japan luôn chia sẻ các bạn là với những cái người có tuổi hoặc là ưa thích đánh vừa phải thì chúng ta rất nên chọn dòng Furikyo. Và rất là cảm ơn anh Thắng và gia đình ạ. We'll be right back.